Dinh với chăm anh nói gì mà về cứ bíp 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 hai đứa mắc cười lắm mà bíp không mắc rồi nhất lắm. Là chăm anh người mới bệnh nhất trong đoàn mắc cười lắm. Có nhiều bạn hỏi em là tại sao em nhỏ hơn mà lại kêu ông Dinh bằng mày, trong mày tao với ông Dinh thật ra là mọi người không có hiểu đâu. Cái thời mà lúc mà mới vừa quen ông Dinh á, xưng ông Dinh bằng anh, bớt đung đưa được không, xưng ông Dinh bằng anh với em xưng ngọt lắm. Từ từ cái bắt đầu khẩu nghiệp nhau, tức quá không thể nào kêu bằng anh. Kém không thể rồi. Nào kêu bằng anh được. Mấy đứa vậy đó cuối đường hay hay lấy nhau. Cái con người mà mở miệng ra là hả? Thật ra chùm anh với Dinh sắp lấy nhau đó các bạn. Cuối năm này cưới đó các bạn. Nếu mà có cưới chắc chắn không mời cái bà mà nói nó màu vàng đó. Cuối năm nay mà Trâm Anh với cả Vinh mà cưới này chắc là cười ỉa luôn đấy. Sẽ kêu bảo vệ là chặn ứng cái bảo nhà. Bảo nhà. Giọng gái lại ơi, giọng gái lại. Không được. Mỗi lần làm gì rất là đau cổ họng luôn, mọi người cười. Nhưng mà không phải làm. Phải kêu như vậy đó bả mới chịu ra bả nhà. Thanh niên đang bị dầm. Dầm chà đạp lên mặt không là không dám làm gì luôn đấy. Là chưa biết. Chết được. Ủa sao lại quay những cảnh như thế? Thôi chứ. Em anh đi khách. Đi khách kìa em. Trời chưa xong mỏ luôn á. Không, mày bình thường như là đẹp rồi. À, hôm nay cho anh được đi khách. Trời ơi 80 năm cho nó mới cho đi khách. À, lon. Đây. Cảnh đuổi gà. Rồi còn thối cái que. Ô bà nhã thì bắn nước thì lúc nào là ông kéo ấy lắm. Nó không uống. Ok máy chạy. Tôi không cho tiền. Rút một chút lại. Rồi, quay nha.
Chạy này. Chạy tức 2. Rồi cho nối, cho nối, nối, nối cảnh đấy đi. Vẫn chưa xong. Lâu vãi luôn. Vì mặt bự hết thôi, vì bự mà cứ đổi thừa là do makeup. Cô có lên sửa không? Ai mới vuốt tóc giữa chừng rồi kìa. Còn nắm đầu được. Sẵn sàng làm mọi thứ review. Còn cái lúc mà không đánh á thì cứ chè vô quay tiếp. Phải quay. Vậy chứ. Con người ác. Vậy mới gọi là gym. Ác ôn. Gym. Giờ cho anh bậm môi cho máu chảy ra bắt đầu đỏ nè. Bậm á hả? Để cắn luôn. Cắn nhăn 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 nhăn. Đây. Đây là một cái con người make up mà hả đi làm đâu phải là hả người ta không có trả tiền đâu mọi người thấy không, mặc đồ nè đó rách xong rồi lấy kim băm thay vì người ta may chỉ đúng không, lấy kim băm ghim 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 lại thành cái áo mặc. Ủa đi làm trả tiền nhiều quá để làm gì vậy, mình để mặc đồ này rách rưới nè đó không nè mọi người nhìn đi, đếm trên người có bao nhiêu cái kim, đếm 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 để... em lại chị em chưa nói gì đang nghĩ em á, em làm đi nè, em làm đi em chưa bấm nút mất trí nhớ. Mà anh gì cũng chửi nó ngộ quá mày với Ken. Thanh niên đi hack wifi. Làm một hacker. Sao nãy giờ đã cô trai Hà Thành chưa? Vẫn chưa nói chuyện luôn. Tại vì nãy giờ bận make up. Giờ tương tác rồi nè. Giờ tương tác.
Má quê cục luôn, quê cục luôn, quê một cục luôn. Đâu đâu, tương tác lại cái coi nè. Vô tương tác lại cái nữa nè. Vô 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 vô. Nhảy. Ánh mặt nó vô vô. Quên cục luôn. Coi nè, thấy thấy coi kè nè, Ken Ken, tương tác coi. Ken. Tương tác coi nè.